Mỹ về Việt Nam, giá hơn 13 triệu đồng. Thị trường iPhone đang trở nên sôi động với nhiều lựa chọn dành cho người dùng. Tính đến thời điểm hiện nay, chúng ta có ít nhất 3 sự lựa chọn để mua các dòng iPhone đời mới. Đó là mua hàng sách tay quốc tế, đợi bản chính hãng tại Việt Nam, và mua iPhone khóa mạng. Trong đó, iPhone khóa mạng, hay còn gọi là iPhone lock, mới tràn về Việt Nam. Có chi phí thấp nhất với chỉ sấp xỉ 13 triệu đồng dành cho một chiếc iPhone 11 bản 64GB và 23 triệu đồng đối với iPhone 11 Pro Max. Được biết, những mẫu iPhone 11 Lock đầu tiên này có xuất xứ từ nhà mạng Verizon của Mỹ, so với các bản iPhone sách tay và chính hãng dự kiến tại Việt Nam, thì những mẫu iPhone Lock rẻ hơn từ 5 đến 7 triệu đồng. Đây là một mức giá rất hấp dẫn cho một chiếc iPhone đời mới, đặc biệt là đối với các tín đồ yêu thích iPhone 11 nhưng không có đủ chi phí để mua một máy quốc tế. Lý do gọi những chiếc iPhone này là iPhone khóa mạng bởi chúng được phân phối riêng cho các nhà mạng nước ngoài. Những sản phẩm này được bán với giá rẻ kèm theo hợp đồng sử dụng các gói cước do nhà mạng đưa ra. Giá thành tốt và có nhiều sự kiện giảm giá nên nhiều cửa hàng tại Việt Nam đã nhập về để kinh doanh. Để sử dụng những chiếc iPhone khóa mạng này, người dùng phải mất thêm một thao tác bẻ khóa, thường là sử dụng SIM ghép, để có thể sử dụng SIM của nhà mạng Việt Nam một cách bình thường.